Dạ vâng, em xin mến chào toàn thể cô chú anh chị đang trên kênh Kim Mun Thế Giới VN nha. Bữa nay là ngày 24 tháng 12 năm 2023. Chiều nay là biết tới công chuyện với mấy bả rồi ha. Hôm nay là đại lễ lớn cũng như là ngày chủ nhật rồi. Đấy, nhưng mà nhà em xin làm việc không có thứ bảy và chủ nhật nha cô chú anh chị. Hàng vừa mới hút công xong xong là anh trai hàng sớm qua test chốt trong vòng 1 phút thôi. Đấy, anh trai lý do là anh trai đã mua hàng của nhà em Kim nhiều rồi. Đấy, cho nên là cầm rút công cái là chạy qua tại nhà ảnh, cách nhà em chưa tới 10 cây số. Đấy, cho nên là vừa về tới là ảnh chạy qua liền. Đấy, hàng này là hàng còn riêng nguyên bản đang sử dụng là xích cao su. Đấy, nhưng mà bạc ắc thì nó hơi lỏng. Đấy, anh trai có yêu cầu là làm lại bạc ắc nước sơn thì để riêng hết cho anh nha em Kim. Rồi, bây giờ là trong cái quá trình mà em Kim, thứ nhất là mình sẽ bảo dưỡng bằng cách là theo yêu cầu của khách hàng. À, thay xích sắt nè, không sơn nè, hai lọc lượt nè, nhớt máy nè, đó thì chỉ có như vậy thôi. Còn ngoài ra thì này em Kim vừa mới tháo cái đùi ra cho anh trai mình kiểm tra nè, đó nhà em Kim vừa mới tháo xong ha. Đấy, rồi nước sơn thì em Kim theo cái đánh giá cá nhân là nước sơn riêng còn rất là đẹp luôn, cho nên là anh trai coi sơ bộ thôi, là vì chủ yếu là cái uy tín của mình á. Hôm trước thì anh trai cũng chốt online không có đến kho xem, nhưng mà qua quá trình bảo dưỡng theo cái nhà em Kim bảo dưỡng theo cái thông tiêu chuẩn của công ty của mình á, anh trai cũng quá là ok rồi, hôm nay là đi qua để mà xem cái sản phẩm lớn hơn chút xíu. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình và ít phút buổi sáng xem cái video của em Kim nha. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày lễ cuối tuần ấm áp và vui vẻ bên người thân và gia đình. Còn bây giờ là em Kim bảo dưỡng thôi.